Xin chào cả nhà. Bữa nay ở Pháp trời tiếp tục đổ tuyết cả nhà, cho nên là mình ở nhà mình mà bữa nay không có nắng, cho nên là toàn toàn ở nhà để mà soạn đồ mùa đông. Cả nhà thấy không, một đống đồ như thế này nè. Đó, không biết cả nhà có nghe rõ không? Xin chào bạn Lộc Phát nha. Đó thì bữa nay mình ở nhà mình soạn đồ mùa đông, mình mới đi mua thêm một số món đồ mùa đông để mà giữ ấm cho cơ thể. Và mình cũng nghĩ là sẵn cái dịp này á, thì mình chia sẻ luôn cho mọi người cái cách, cái bí quyết mà mình giữ ấm cơ thể vào mùa đông để khỏi bị lạnh. Nó rất lạnh, nó rất là phiền và nó ảnh hưởng đến cái đời sống, cái sinh hoạt của mình nhiều lắm, thậm chí là nó gây bệnh nữa. Đó thì làm sao để mà đi qua cái mùa đông băng giá ở nước Pháp, nơi mà có nhiều tuyết rơi giống như mình đó. Thì toàn toàn sống ở cái vùng miền núi nước Pháp cho nên là tuyết rơi nhiều lắm. Cũng ở nước Pháp nhưng mà những vùng khác chưa có tuyết, những nơi khác không có. Thậm chí là ở gần mình khoảng 20 cây số thôi, nhưng mà người ta ở dưới cái độ cao nó thấp hơn á thì nó không có tuyết, thành ra là người ta sẽ không có bị lạnh đến cái mức mà như mình bị. Em chào chị Phương Kim và chào bạn Bảo Trân. Chào bạn Ánh Dương. Cô ơi, Facebook của cô là gì? Facebook của mình tên là Thiên Di. Và mình có, nhưng mà thực ra mình ít chơi Facebook lắm. Mình có cái fanpage, nó tên là Toản's Corner. Toản's Corner. Thì mình có để nó ở trên đầu của cái trang chính của cái YouTube này nè. Nếu như mà mọi người có quan tâm á, thì mọi người vô đó thì sẽ thấy có cả Facebook Thiên Di lẫn Instagram, Twitter, rồi fanpage. Nó ở trên cái hình cover của cái trang chủ của YouTube này nè. Nếu như mà ai có quan tâm thì vào trong đó. Thì thực ra đó là mình không có nhiều thời gian để mà vào trong Facebook, nhưng mà mình xin chào bạn Dung Lê, nhưng mà mình dành nhiều thời gian hơn cho cái fanpage của mình. Thì đó, thì bây giờ nha, Tổng mở một số các cái món đồ mà Tổng mới đi mua về xong. Thì và nhân tiện thì Tổng cũng xin chia sẻ là cái cách mà mình giữ ấm cơ thể. Thì như mọi người thấy đây, Tổng đang mặc một cái bộ này á, thực ra nó là cái bộ pyjama để đi ngủ, nhưng mà Tổng đã thiếu kinh nghiệm cho nên Tổng mua vừa đúng cái size của mình. Nó ấm lắm, nó như cái mền vậy, mọi người tưởng tượng nó như cái mền vậy đó. Thì mình mặc mình đi ngủ thì nó sẽ rất là ấm, nhưng mà tôi mua đúng cái size á, thì khi mà mình mặc vô á thì nó lại, mình nằm ngủ á, mình co lại, cho nên là nó sẽ, thậm chí không co nữa, nó sẽ bị co lên, nó giật lên, thành ra là khi đi ngủ thì nó không có vừa, đi ngủ phải mua một cái bộ chắc là lớn hơn mình cỡ hai size nữa thì nó mới đủ cái độ thoải mái để mà mình ngủ. Xin chào bạn ABC, ở bên này mấy giờ rồi hả? Để coi thử coi, bên này là gần 5 giờ, gần 3 giờ rồi, 3 giờ chiều, 3 giờ thiếu 10 phút. 3 giờ chiều thiếu 10 phút cả nhà. Xin chào bạn Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang nha. Các bạn có thể giao lưu với nhau. Đó thì như thế này, vào mùa đông á, mình cần phải giữ ấm cơ thể ở những cái chuyện là ăn uống, ngủ, đi ra ngoài. Thế thì nói về cái quần áo để mà mặc á thì nó rất là quan trọng, tại vì mình thấy bản thân mình khi mà mình mới qua cũng vậy, và các bạn du học sinh mới qua, những chị em mà mới qua đây định cư đó, thì cái thời gian đầu ở đây, ở cái nơi mình sống là cái vùng này nó có tên là Ostrava, thì là đây là vùng miền núi cho nên là nó sẽ lạnh hơn rất nhiều so với những người sống ở những cái đô thị, những cái thành thị. Ở thành thị thì nó đông dân cư hơn, nhà cao tầng nhiều cho nên nó sẽ chắn gió và cái mật độ dân cư đông, và cái thường thường này nó cũng thấp hơn ở trên núi cho nên là không có bị lạnh mấy. Cũng là ở nước Pháp nhưng những người ở miền Nam thì họ sẽ được ấm áp hơn đó, và những người ở miền Bắc thì sẽ lạnh hơn và có mưa nhiều. Nó cũng giống như ở Việt Nam vậy, thời tiết nó phân chia theo từng vùng, và cái vùng của mình là ở trên núi, cái đặc ân của nó là mình trải qua bốn mùa rất là đẹp, bốn mùa thay lá,
Bốn mùa thay hoa thay cả đời ta, mỗi lần mà thay mùa thì mình được sống với cái cảm xúc của cái sự thay mùa, nó rất là đẹp và nó làm cho mình cảm thấy lâng lâng. Nhưng mà ngược lại đó thì vào cái mùa đông là cái mùa mà đối với những người mới qua sẽ cảm thấy rất là khó chịu, có nhiều chị em bị rất là lạnh. Thì lúc trước mình cũng vậy, mình chưa có quen, thứ nhất là cơ thể của mình nó chưa có kịp thích nghi. Ở bên Việt Nam thì mình cũng đã sợ lạnh lắm rồi, mỗi lần đi là Đà Lạt thì sợ lắm. Em chào chị Thúy Trần, chào chị Huyền Trần Thị Huyền Thanh, em chào chị Hương Nguyễn. Cô ơi cho con hỏi làm thế nào để tìm được người thân mất liên lạc ở bên Pháp. Chào cô nghĩ là con nên liên lạc với những cái hội nhóm, nó có rất là nhiều cái group á, ở trên Facebook á, nó có rất là nhiều cái hội nhóm ở trong của cộng đồng người Việt, thì con nên liên hệ với những người ở trong cái hội nhóm đó để xem, và con nên cung cấp đầy đủ thông tin. Thực ra như thế này nè, nhưng có bạn hỏi, chào bạn Lâm Đào, nhưng có bạn Ánh Dương Official hỏi thì mình cũng nói luôn là có một vài bạn nhắn tin vô trong cái fanpage cũng như là cái email nước Pháp có gì hay a@gmail.com nhờ mình đi tìm người thân. Thì nói thật là mình không thể nào mình có thời gian mình đi tìm người thân cho các bạn được đó. Và nếu như các bạn muốn mình mà chuyển giúp cái thông tin như lúc trước mình có chuyển giúp cho cái chú Phước Vương ở Sài Gòn đó, thì các bạn nên ghi đầy đủ thông tin, tên tuổi địa chỉ, ngày xưa người ta ở đâu, sau này người ta qua Pháp người ta ở đâu, rồi người ta đã thất lạc trong hoàn cảnh nào, gia đình người ta là ai, và liên hệ với cái người cần liên hệ là ai, số điện thoại, địa chỉ vân vân. Thì các bạn nên nêu những cái thông tin cụ thể một chút, chứ còn các bạn nói các bạn muốn tìm người thân xong rồi quăng cho mình vài cái tên xong hết thì nói thật là làm sao mà mình giúp các bạn được, mình cũng đâu có thời gian để mà mình đi tìm ở khắp nước Pháp đâu. Và năm nay là cái năm mà mình ít đi lại nhất, tại vì năm nay các bạn biết là ở Pháp bị ảnh hưởng bởi Covid rất là nặng, cho nên là nước Pháp bị liên tỏa, bị phong tỏa liên tục. Thì mà kể cả có không bị phong tỏa đi nữa thì chắc chắn mình cũng sẽ không có thời gian để đi tìm người thân cho từng người một như vậy được, cho nên là mong các bạn thông cảm. Mình chỉ có thể là mình đọc cái thông tin lên, ai cần nhờ vả gì đó, thậm chí có người còn nhờ tìm kiếm khách hàng rồi tìm kiếm đối tác. Thì các bạn muốn thì các bạn ghi thông tin cụ thể ra, thì Tổng Tổng sẽ chuyển lời qua những lần mà mình livestream như thế này. Thực ra lâu lắm rồi mình không có live nữa, mình cũng không biết tại sao nữa nhưng mà lâu lắm rồi mình không có live. Xin chào Lâm Đào. Đó thì các bạn nên chú ý là nhờ vả một cái việc gì đó thì nên cung cấp thông tin đầy đủ cặn kẽ, rồi để cho mình chuyển cho, thì nó cũng có, thứ nhất là nó có cái thông tin cụ thể để ai mà người ta có quen biết với người thân của các bạn á, người ta muốn có cơ hội người ta tìm giúp, hoặc là người ta có ai mà người ta thấy giống với cái người mà bạn muốn tìm á, thì người ta cũng có cái thông tin để mà chia sẻ để đặng coi có phải người đó hay không. Chứ bây giờ quăng cho mình hai ba cái tên xong rồi biểu đi tìm thì nhắn với các bạn nào mà đã nhắn tin nhờ đi tìm á, thì mình nên để ý mình bổ sung thông tin nó càng chi tiết càng tốt các bạn ạ. Tại vì người ta đã thất lạc thì đương nhiên, hoặc là người ta không muốn liên hệ với mình thì đương nhiên là nó sẽ khó rồi đó, mà mình cho vài cái thông tin sơ sài quá thì không không tìm được đâu. Bây giờ mình bạn Lâm Đào ở miền Nam nước Pháp 21 độ là chịu không nổi rồi, bên đó có quá lạnh không chị? Xin trả lời bạn Lâm Đào là bên này rất là lạnh, bên này á là bình thường như ngày hôm nay á là bên ngoài là 0 độ C, 0 độ C. Thật sự hồi xưa ở mình ở bên Việt Nam đó là nhiệt độ nó xuống 24 25 độ mình đã thấy lạnh rồi, nhưng mà ở bên này á là hiện nay bên ngoài 0 độ C, còn mà mình có tuyết rơi hoặc là mình lên trên núi đó thì nó sẽ tới -3 4 độ C, thậm chí có khi tới cả -10 độ C nữa. Thì cái vùng của mình nó rất là lạnh, cho nên có những người nói ở Pháp đâu có lạnh, thì mình nói là cũng tùy là quý vị ở đâu nữa. Ví dụ như mình ở miền Nam thì giống như bạn Lâm Đào nói đó, 21 độ C là đã thấy quéo rồi mà ở đây là các bạn biết biết là hiện nay nó ở 0 độ, mà trong nhà mình nó thì do nó có cái chauffage, tức là cái hệ thống cái giàn sưởi này nè các bạn. Nhà mình thì dùng cái hệ thống sưởi như thế này, còn những cái nhà truyền thống thì người ta có
cái lò sưởi mà đốt gỗ, đốt đốt củi đó, thì cái đó nó rất là hay. Nhưng mà nhà mình là trong chung cư không có dùng cái đó, những cái nhà hiện đại thì người ta không dùng cái đó nữa, những cái nhà truyền thống ngày xưa thì sẽ dùng, vẫn còn dùng. Thì đó, để giữ ấm cơ thể thì mình phải mặc đồ cho nó đủ ấm. Thì nếu mà mua đồ ngủ á, đồ pyjama để ngủ thì các bạn mua nó rộng hơn cái size của mình, đừng có lặp lại vết xe đũa của Toản là mua đúng cái size, thì khi ngủ thì nó sẽ không vừa. Thứ hai nữa, khi mà mình đi ra bên ngoài đó, mình đi ra bên ngoài thì mình mua những cái bộ như thế này nè, tức là nó có những cái bộ thì mình mới mua ở bên Decathlon, đó là nó là cái bộ mà mình mặc ở bên trong, thì nó ở bên trong nó sẽ có một cái lớp giống như lớp nỉ vậy đó. Và cái chất liệu đó thì mình thấy rằng mình nên mua những cái chất liệu như là cashmere hoặc là len 100% hoặc là polyester, thì những cái đó là những cái chất liệu nó rất là ấm, mặc dù là nó có hơi mắc hơn so với những cái đồ bình thường, những cái chất liệu thường, nhưng mà nó mắc, nhưng mà mình xài nó ấm, nó hiệu quả, nó giữ được cái sức khỏe cho mình, và đồng thời là mình xài được rất là lâu. Ví dụ như đây là một cái quần mà mẹ chồng mình đã mua tặng. Đồ ấm của mình chủ yếu mẹ chồng mình mua là chính, thì nó rất là ấm, nó là chất liệu polyester, ở bên trong nó là nó như thế này nè các bạn. Đó, những cái đồ ấm, kể cả cái bộ này mình mới mua cũng vậy, bên trong của nó cũng có một cái lớp như thế này. À, nó rất là ấm. Còn cái có những cái cashmere hay là len đó, nó mỏng ơi là mỏng, nó nhẹ, mình mặc mình có cảm giác như là không mặc cái gì á, thì nó rất là ấm mà nó nhẹ nhàng lắm, nó không có làm cho mình cảm thấy mặc nhiều đồ rất là bực bội. Tổng tổng những cái năm mà đầu tiên đó mới qua thì chưa có kinh nghiệm, chưa có biết, cho nên là mặc đồ nhiều lớp, mặc rất là nhiều lớp, thành ra là mình thì nhỏ con nhỏ xíu à, tưởng nhỏ con lắm mà mặc một cái đống đồ mà nó to như vậy nè đi, thì cái khổ sở lắm. Mùa đông mà hồi đó đi học tiếng Pháp. Xin chào các bạn nha, tổng chào cả nhà. Cảm ơn bạn Nga thân đã yêu thích cái kênh của mình. À, thì bây giờ như thế này các bạn, mà ai mà muốn nhắn tin mà tìm người thân đó thì hãy viết cái email cụ thể vào trong cái email, hãy viết một cái cho mình một cái mail có nhiều thông tin cụ thể và gửi vào trong cái email có tên là nước Pháp có gì hay a@gmail.com. Thì bữa sau đó mình sẽ lên mình trả lời một số tổng hợp những cái câu hỏi của khán giả, rồi ai cần chuyển lời gì đó là mình sẽ chuyển lời một loạt cho các bạn nha. Ai chuyển cái gì cũng được, ai tìm đối tác khách hàng gì đó mình cũng chuyển cho tất cả, là mình làm giúp free thôi chứ mình không có tư lợi một cái đồng xu cắt bạc nào hết trơn á. Cho nên là có nhiều người cũng nói em giúp chị đi rồi giờ chị sẽ trả công trả ơn cho em, nhưng vân vân, nhưng mà tôi không có lấy cái phần đó, tôi không có liên quan gì tới tiền bạc gì với ai hết á. Đó thì tôi chỉ muốn là mình có cái kênh mà nó có thể kết nối được đồng bào ở trong nước và đồng bào ở ngoài nước, thì mình giúp được ai thì mình giúp thôi. Đó, nó là như vậy, nhưng mà phải viết email cụ thể nha. Thì gửi vào trong đó thì Tuấn sẽ dành một cái buổi livestream, hoặc là cứ thỉnh thoảng thì Tuấn livestream và chuyển lời cho bà con ở hai bên. Những người nào cần cần tìm người thân rồi này nọ đó thì cứ gửi qua đây, thì Tuấn chỉ giúp lời, chuyển lời giúp vậy thôi, chứ còn nói mà đi tìm giúp á, thì Tuấn không thể nào mà Tuấn đi tìm giúp được. À, mong mọi người thông cảm. À, bây giờ mình đi ra ngoài ha. Đi ra ngoài thì như thế này nè. Thực ra đó là đi ra ngoài thì giữ ấm như thế nào? Đi ra ngoài thì thứ nhất là mình mặc những cái bộ nhẹ như thế này, hoặc là những cái áo len mà rất là nhẹ thì nó đã giữ ấm trong cơ thể rồi. Phía bên ngoài đó thì mình sẽ mặc những cái đồ như thế này, thế này đó. Hoặc là rồi sau đó nếu mà bạn còn lạnh nữa thì bạn mặc thêm một cái lớp gọi là quần jean, quần đồ gì đó, rồi đội nón len, đeo găng tay, đeo những cái loại vớ, rất là nhiều vớ. Vớ của mình là toàn là vớ dày thôi, mẹ chồng mình cung cấp đó, thậm chí ở trong nhà có những cái vớ nó như thế này. Rồi đeo găng tay, để cho coi găng tay mình, găng tay có ngón hoặc là găng tay không ngón, nhưng mà găng tay bằng len, cái này mẹ chồng mình đan cho mình để cho mình ở nhà mà nếu mà có lạnh quá thì gõ máy tính đó,
mà nếu mà nó có lạnh quá thì đó mình gõ như thế này, mà ở nhà thì mình không có cần, mẹ mình nghĩ là mình cần chứ mà mình không có cần. Thì đi ra ngoài mà mình quay phim đó thì mình sẽ đeo cái này, tại vì khi mà mình quay phim mình cầm cái điện thoại như vậy thì mình mới điều khiển được cái điện thoại được, chứ còn mà đeo những cái găng tay mà nó trùm kín đó thì mình không có điều khiển được. Cho nên là mình nghĩ mẹ mình rất là hay. Cái này là mẹ chồng mình đang đó cả nhà. Rồi trước khi mà đi ra đường đó thì cái này là Toản tự tìm hiểu ra nha, Toản tự làm đó. Mình uống một cái ly gì đó ấm, một ly trà cũng được, một ly thảo dược cũng được, một ly cà phê cũng được. Và khi mà mình tới nơi mà mình làm hoặc là mình đi học đó thì mình hay đem theo cái chai này. Cái chai này là mình cũng đựng cà phê hoặc là trà thảo dược ở trong này để mình giữ theo trong người mình uống. Còn đi lên núi là càng phải đem theo cái chai này, khi mà mình lên trên đó nó lạnh, tuyết nó dày ngập gối. Vừa rồi Toản có làm cái video đi chơi tuyết ở trên núi đó, cảnh đẹp quá trời đó, thì cũng phải mang theo nước, mà nếu cẩn thận thì nên đem theo cái nước nóng như thế này đó. Rồi sau nữa, trước khi mà bước chân ra ngoài đó để cho nó khỏi sốc nhiệt đó cơ thể, thì Toản phát hiện ra là Toản uống một cái ly trà nóng hoặc một ly cà phê nóng làm là nó nóng cái cơ thể của mình lên rồi, thì mình sẵn sàng mình khi mình bước ra ngoài thì nó không sao hết, mình không có cảm thấy lạnh đó. Đó là cái lúc mà thứ nhất là đầu mùa tuyết, thứ hai á, là lúc mình mới qua Pháp. Những ai mà mới qua Pháp hoặc là những người mà đi đi công tác ở những xứ lạnh đó, mình ở Việt Nam giống như đồng nghiệp của mình nó có những người đi công tác ở những cái xứ lạnh như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản hoặc là đi qua châu Âu vào cái mùa tuyết như thế này á, cũng nhắn tin cho mình để hỏi là làm sao mà để giữ ấm cơ thể. Thì những cái người đang ở cái chỗ nóng mà giọt cái qua cái chỗ lạnh thì nên 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 tăng cường ăn nóng. Nhà mình nó là mùa đông là mình mua đồ gì mình nấu các loại bún phở vân vân, súp súp tre, súp rau củ quả, rồi bún phở mùa đông mình ăn toàn súp là chủ yếu, tại vì ăn xong nó toát hết cả mùi hôi hột. Xong rồi uống nước nóng liên tục đó. Tất nhiên mùa đông mình nên bổ sung những cái loại trái trái cây như là cam, quýt rồi đó, mình mua mình ăn thường thôi để cho nó có cái vitamin C, nhưng mà mình phải uống nước liên tục. Nhưng mà thay vì mình uống nước mát như mùa hè thì mùa này mình uống một toàn là nước nóng thôi đó. Đi ra ngoài ở đây á, thì nó mình quen rồi nó sẽ không lạnh. Ví dụ mình ở nhà thì cái lò sưởi nó đã giữ cái nhiệt độ ở nhà là khoảng vào 21 23 độ thì là được rồi. 21 độ đối với mình là lạnh. Mình là cái người rất là dễ chịu lạnh, nhưng đó thì có những người 19 độ là họ thấy thoải mái rồi, nhưng mà mình đó là 21 độ vẫn còn lạnh, phải 23 độ mới được. Thì nếu mà nó lạnh thì mình có cái góc ngồi đây của mình nè, cái góc này nhìn ra ngoài trời cũng rất là đẹp, ngắm được không gian mà nó lại gần cái lò sưởi, thế là nó mát, nó ấm, xin lỗi, nó ấm. Đó thì suốt mùa đông cái chỗ này là cái chỗ yêu thích của mình đây, mình ngồi đây rồi ăn súp nè, ăn súp nóng, ăn những cái loại nóng, uống nóng. Bận đồ thì mua đồ nhẹ thôi, đắt tiền nhẹ, len 100% polyester, cashmere. Ví dụ như là cashmere đây mình cũng mua những cái khăn cashmere như thế này, không biết mọi người có thấy không đó, cái chữ cashmere này mình mua hai cái như thế này, một cái màu đỏ và một cái màu vàng, nó giá là 59 euro một cái, 59 là cho nó là 60 đi, để mình mở ra cho mọi người coi. 60 euro một cái thì nó cũng vừa phải, nó cũng không có mắc lắm, mà nó cũng không không phải là quá mắc đến nỗi không mua được, mà nó cũng không phải là quá rẻ. Nhưng mà cái chất liệu cashmere thì nó ấm lắm cả nhà đó, nó ấm mà nó mềm mịn lắm, mình rờ nó mình thích lắm. Mình mua hai cái, một cái này là hay xài nhất đó, mà cái này mua cùng một lúc cả năm rồi, nhưng mà cái này xài cả năm rồi, cái này chưa mở ra, bữa nay mới mở. Rồi ngoài ra đó nó có những cái bộ để chuyên mặc đi lên cái vùng tuyết, cái bộ chuyên mặc đi lên vùng tuyết đâu rồi, trời ơi nó đây đây là mình giống như là đang bán đồ vũ vậy. Xin chào tất cả các bạn nha, tổng chào cả nhà, chào bạn Thế Kỷ Mới Channel, xin chào bạn Kẹo Đắng nha. Thì do mình đang nói về cái chủ đề là giữ ấm cơ thể mùa đông cho nên mình xin tổng chào cả nhà. Sau đó thì chào bạn Amposter nha, thì chào Cao Khải, em chào anh Khải. Rồi đó thì mình ăn nóng, uống nóng, ngủ. Ngủ thì bạn chồng mình hồi trước các bạn mua cho mình một cái gọi là cái bujot. Cái bujot có nghĩa là nó là một cái bình bằng nhựa
bằng nhựa dày lắm, cao su, mà mình buổi tối trước khi mình đi ngủ á thì mình chế, mình nấu nước sôi á, chưa có sôi, khoảng 70 độ, nó hướng dẫn là 70 độ, thì mình chế cái nước ấm 70 độ đó vô trong cái bình bouillotte đó, xong rồi mình để vô trong giường cho nó làm nóng cái giường lên, nó hâm nóng cái giường rồi thì sau đó mình vô mình ngủ thì mình không có bị lạnh, nhất là lạnh cái chân á, thì vô giường ngủ lạnh cái chân á. Hồi trước á thì mình cần cái đó, nhưng mà sau này á thì mình cũng, thứ nhất có những cái bộ như vậy rồi là nó cũng ấm rồi, hay là mình đã đổi qua cái mền mà mùa đông á là cái chăn bông á, nó dày như vậy nè, rồi bên cạnh nó có một cái mền 37 độ, không phải, chắc phải hơn 37 độ. Bạn chồng mình á, bạn cái thân nhiệt cơ thể của bạn nó rất là thần kỳ, vào mùa xuân á, mùa hè á, thì bạn bạn mát lắm, còn vào mùa đông á là bạn ấm cực kỳ, bạn ấm hiểm, mà ngủ bên cạnh bạn một hồi là mình nóng luôn, mình phải chui ra khỏi mền luôn á, cho nên là bây giờ không cần cái bu dốt nữa. Ngày xưa thì bạn mua cho mình cái bu dốt đó để mình làm nóng cái giường lên, rồi mình thích thì mình ôm nó mình ngủ, không thì để dưới chân á đó. Còn 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 bây giờ thì không cần nữa, bây giờ bạn bạn ấm quá rồi, thành ra ngủ với bạn nó cũng nóng lắm. Chào Khánh Lê Phương nha, Khánh Lê Phương Tuế gì đây, mình không biết cái tên của bạn do không có dấu cho nên là mình đọc không được. Xin chào bạn Tân Ngọc Giàu, mình ở miền Đông Nam nước Pháp bạn ạ. Bạn hỏi mình ở đâu thì mình ở miền Đông Nam nước Pháp, và cái miền của mình là có đặc sản là tuyết, mình ở trên núi, cái miền này là cái miền mà có lẽ là cao nhất của nước Pháp đây. Ở đây nó có cái ngọn núi Mont Blanc, là cái ngọn núi mà cao nhất châu Âu và cao thứ 10, 10 ở trên thế giới đó. Thì cái đó là cái ngọn núi Mont Blanc, nó ở gần cái thành phố Chamonix. Còn cái chỗ mình ở là cái nó nằm trong một cái dãy núi Alper, thì cái ngọn Mont Blanc là cái ngọn cao nhất trong cái dãy núi Alper, nó là gồm có một dãy, nó tới cái dãy núi này nó dài, kéo dài tới hình như là 500 cây số đó, và nó đi qua nhiều nước, trong đó có Pháp, có Ý, có Thụy Sĩ, nó đi qua nhiều nước. Thì mình nằm ở trên cái dãy đó, là các bạn hình dung là nó lạnh lắm, chứ nó không phải như ở trong miền Nam đâu. Có nhiều người nói sao lại nói ở Pháp nó lạnh, là tại vì quý vị đâu có ở đây mà quý vị biết là bây giờ hiện nay á, là ở mình á là tuyết phủ trắng xóa như các bạn thấy đó, thì những cái miền khác của nước Pháp nó không hề có tuyết. Tuyết thì về làng mình là từ lâu lắm rồi, nhưng mà những nơi khác thì chưa có, cho nên là mình đã chơi tuyết rồi trượt tuyết rồi các kiểu, thì những chỗ khác thì người ta cũng vẫn còn ấm lạnh, nhưng mà tương đối là ấm hơn ở chỗ mình, với lại người ta chưa có tuyết, người ta chưa có tuyết đó. À, mình đi làm Lâm Đào, bạn hỏi là nếu mình đi làm công ty hay chính quyền thì mình cũng phải đi làm hay là nghỉ đông. Người ta chỉ nghỉ đông khi vào những cái dịp lễ lễ của cái đạo Công giáo đó, hoặc là những cái lễ lớn, lễ chính, lễ quốc gia thì người ta mới nghỉ, còn học trò thì nó được nghỉ đông, còn người đi làm thì vẫn đi làm các bạn, ví dụ Noel rồi đó thì mới được nghỉ. Còn đi làm như ông xã mình cũng đi làm thì hiện nay là ảnh làm tại nhà, công việc của ảnh thì nó linh hoạt, ảnh có thể ảnh làm việc tại nhà, và nhất đó là ở trong cái thời điểm mà nước Pháp đang phong tỏa đó, thì chính phủ người ta quy định là những cái công việc nào mà không cần thiết phải di chuyển thì anh phải làm việc ở nhà, bắt buộc phải làm việc ở nhà đó. Thì bạn này thì tính chất công việc của anh từ hồi giờ là anh có thể làm việc ở bất cứ đâu. Chào bạn Cao Khải, mình quê Quảng Ngãi, mình ở huyện Mộ Đức, bạn ở huyện nào? Tân Ngọc Giàu, lúc em qua Pháp ngay thủ đô và miền Bắc, đúng rồi, ở bên Paris thì cái thời tiết nó cũng khác nữa. Bữa nay cũng có một cái cô hay cái chú gì đó, mình đọc tên thì nó không có dấu nên là mình không có biết cô hay chú, lớn tuổi rồi, người ta nói là ở Paris thì nhiều người họ hồi trước đây của qua đó là 30 năm trước thì mùa đông á, nó không có xe buýt cho người ta đi làm, cho nên là người ta đi bị trễ giờ, bị trừ tiền, rồi mùa đông thì có tuyết cho nên là người ta phải sợ té ngã, và tất nhiên là ở Paris không ai có thể là trượt tuyết được rồi, trừ những cái chỗ mà tôi tổ chức cho cái trượt patin đó thôi. Thì đó, nhưng người Paris họ phải chuyển lên cái vùng của mình để họ chơi tuyết,
người Paris và những cái người ở những cái nước khác á, những cái dân trực tiếp quốc tế chuyên nghiệp hay amateur gì, người ta cũng đổ về cái vùng của mình, và cái vùng của mình là cái vùng mà nó rất là năng động và nhộn nhịp vào cả mùa đông lẫn mùa hè, tại vì cái lượng khách du lịch về đây rất là đông, xung quanh nhà mình là toàn là khu du lịch đó. Thì ở đây thì người ta đi trượt tuyết cho nên là người ta cực kỳ thích tuyết. Cái dân vùng này á, là tuyết là một cái điều rất là quan trọng đối với họ, tại vì nó là vấn đề là kinh tế nữa, người ta khai thác du lịch dựa vào tuyết mà, dựa vào núi mà, thành ra là rất là quan trọng đó. Nếu mà năm nào mà Noel mà không có tuyết là người ta buồn lắm. Với lại nó là một cái truyền thống văn hóa của cái xứ này nè, gọi là cái xứ Savoia, và cái nền văn hóa ở đây gọi là nền văn hóa Savoia. Thì ở đây người ta trên núi cả từ thế hệ này tới thế hệ kia người ta sống với tuyết rồi. Nếu mà ở đây mà không, năm nào mà không có tuyết giống như năm vừa rồi đó, Noel không có tuyết đó, là người lớn trẻ con thì người ta cũng buồn đó. Thì cho nên là cũng tùy nơi thôi. Ở Pháp thì có nơi thì người ta không thích tuyết, ví dụ ở Paris thì kẹt xe kẹt đồ đi lại nó phức tạp rồi người ta không thích tuyết đó, đi có, người ta cũng không có quen nữa. Còn ở đây thì năm nào dường như cũng năm nào cũng có tuyết tị trên núi mà, làm sao mà tránh được tuyết được, thành ra người ta quen rồi. Nó là một phần tất yếu trong cuộc sống người ta rồi, người ta đã thích nghi và trở thành một cái gì đó gọi là cái nét văn hóa miền núi Savoia. Thành ra nếu như không có tuyết á là người ta sẽ rất buồn á, người ta buồn lắm. Rồi ở trên cái thành phố Chamonix là cái thành phố mà ở ngay dưới chân của cái ngọn Mont Blanc á, người ta rất là bực bội khi mà không có tuyết, và người ta biểu tình, người ta phản đối cái vấn đề là đi xe hơi. Người ta phản đối cái vấn đề đi xe hơi tại vì xe hơi nó phát thải cái ô nhiễm môi trường CO2 và nó làm tăng cái sức nóng, cái nhiệt độ lên, rồi nó khiến cho tuyết ở trên cái ngọn núi Mont Blanc đó bị càng ngày thì càng ít đi, bị tan đi rất là nhiều. Cho nên là người ta sợ rằng người ta mất đi cái điều đó, và nó làm ô nhiễm môi trường, nó làm cho tuyết không có được trắng tinh, trắng phao, những cái thanh tinh thể thể tuyết á nó bị ô nhiễm, nó sẽ không có được trắng tinh như trước nữa. Thì người ta biểu tình phản đối và người ta đề nghị là không có đi xe ở trong thành phố đó, hoặc là giảm xe hơi đến cái mức tối thiểu để giữ tuyết ở trên cái ngọn núi Mont Blanc cũng như là trên cái thành phố của họ. Đó, nó là vấn đề như vậy đó. Ở đây nó tuyết nó là một phần là văn hóa, thì mình chẳng may cuộc đời nó cho mình rớt xuống chỗ này thì mình cũng thấy rất là hay. Mặc dù ban đầu thì thấy nó cũng bất tiện lắm, tại vì mình ở Việt Nam là xứ nhiệt đới xứ nóng, mình qua đây tự nhiên cái mình lọt xuống đây vào giữa một cái vùng tuyết trắng mênh mông, thì ban đầu thực sự là nó rất là sốc về mặt cơ thể đó, nó chịu không nổi. Những năm đầu mình bị bệnh hoài, cứ tới mùa thu là mình bị bệnh đó, nó còn bị cái bệnh cái grip đó, là cái mình căn gọi là cái cúm mùa đó, mình yếu lắm, cho nên là cứ hễ mà bị cảm rồi bị sổ mũi nhức đầu tùm lum hết đó. Bây giờ thì mình từ từ cơ thể nó thích nghi dần rồi, mình cũng cũng học hỏi từ mẹ chồng mình, từ các chị em chồng đó, rồi chị em chồng với mẹ chồng là nơi mà cung cấp đồ ấm cho mình ít mua đồ ấm lắm, chủ yếu là mẹ chồng đan cho, mẹ chồng đan những cái đôi như thế này nè, đôi gọi là gì, đôi tất để đi trong nhà, rồi mang đan găng tay, rồi đan tất len, rồi mua cho mình những cái đôi như thế này đó, nhiều lắm. Nói chung đồ ấm là, và cách học cách giữ ấm là mình học từ từ gia đình chồng, từ mẹ chồng, rồi em chồng. Là những người đó thấy mình lạnh đó thì họ đi mua đồ cho mình chứ mẹ chồng của mình, họ bên chồng mình họ sinh ra lớn lên đây, họ không có biết lạnh. Mẹ chồng mình á, giữa mùa đông băng giá mà mẹ mình xài nước đó là xài nước lạnh á, xài nước lạnh chứ bà không có thích xài nước nóng, bà rất là khoái lạnh đó. Bây giờ mình mở tới cái bộ này là cái bộ mà mình mua để mà mặc đi ra ngoài. Đó. Cái bộ mà đi trượt tuyết á là mình mặc ở trong một bộ rồi một cái lớp như thế này hoặc là mỏng hơn, xong rồi mình sẽ mặc cái lớp như thế này ra ngoài đây, mặc cái lớp một cái bộ đồ đi trượt tuyết đó, rồi cái quần của nó đâu rồi, trời ơi mình đồ mùa đông á nó nhiều lắm cho nên là sắp xếp nó cũng mệt mỏi đó. Đây là cái quần của nó thì không có cần phải đắt tiền đâu cả nhà, mình đi vô trong những cái cửa hàng của những cái tiệm mà chuyên bán
bán đồ thể thao đó, đồ trực tiếp đó, giống như là bên chỗ Decathlon á, thì người ta bán những cái bộ như thế này giữ ấm, các bạn cả nhà coi ở bên trong nó đều có cái chất vải ở bên trong nó như thế này nè, nó ấm lắm. Thành ra mình chỉ cần mặc hai bộ như thế, với lại bên ngoài á, nếu mà mình thích thì mình mặc cái bộ đồ trực tiếp nó rộng á, mình phải giữ cho nó có một cái khoảng không thì nó giữ cái không cái lớp không khí nó cách ra với cái cơ thể mình á, thì nó mới ấm. Rồi mình giữ ấm cổ nè, giữ ấm cổ mình có rất là nhiều cái khăn khăn vàng nhiều lắm, với lại nón nón len, và đặc biệt nó có một cái vui lắm, nó kêu là cái ca huôn. Cái cà cuốn đâu rồi, để đeo vô cho cả nhà coi. Nhưng mà cái này nó giống sát thủ quá nên mình ít đeo lắm, mình ít xài lắm, chứ mà nó giữ ấm. Đây, nó là như thế này, mình xích cái này nó lại. Đó, mấy bạn thấy mình giống sát thủ đầu mưng mũ không? Sát thủ đầu mưng mũ nè. Đó. Mà nó ấm lắm, cái này nó ấm lắm, nó che kín tai nè, cổ nè, nó giữ ấm. Còn mấy đứa nhỏ nhà mình thì nó có một cái giống như là cái ống vải vậy, nó chui vô là nó giữ ấm cái cổ là xong. Còn mình thì đủ thứ khăn vằn hết, nhưng mà mình nghĩ cũng không cần thiết đến cái mức độ mà nhiều khăn vằn vậy đâu, mai mốt mình không có mua nữa đâu đó. Sát thủ đầu mưng mũ, bây giờ sát thủ đầu mưng mũ sẽ mở tiếp cái bộ này cho cả nhà coi nha. Cái bộ này là để đi dạo, mình mua ở trên Amazon, nhưng mà mai mốt mình sẽ không mua đồ trên Amazon nữa đâu. Này là cái bộ áo liền quần. Trời, sao nó rộng dữ vậy? Cái này mình cũng mua 1 năm rồi mà mình chưa có mở ra. Bây giờ mình mới mở, mình để trong tủ. Đó, thì bên trong cái chất vải nó cũng như vậy. Ở ngoài thì nó như thế này, láng mịn, nhưng mà ở bên trong nó có một cái lớp ấm. Đó. Thì cả nhà mua thì chọn những cái chất liệu mà và mình phải coi cái mức độ giữ ấm của nó đó. Đó. Mở nó ra chứ nó nóng quá. Coi thử là người là nó có những cái mức độ giữ ấm như thế nào, người ta có ghi hết ở trên cái bảng á. Thì cái bộ này nó là áo liền quần, mình mặc vô rồi mình đi dạo, sao thấy nó rộng quá vậy, mình không biết là nó có vừa size của mình không. Mình đặt là cái size nhỏ nhất, size S, mình phải XS, SX gì đó mới 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 ấy. Size S là cũng còn lớn dưới cạnh với mình đó cả nhà. Chào các bạn, bây giờ mình sẽ quay trở lại, mình đọc lại lúc em qua Pháp du lịch thấy biểu tình quá trời, em đi tù bị móc túi mất điện thoại hả? Xin chia buồn với bạn. Ở trên những cái thành phố lớn, mà nhất là trên Paris, nó có một số cái khu vực nó phức tạp lắm cả nhà. Nó phức tạp tại vì nó nhiều sắc dân đó, dân nhập cư nhiều. Những cái người nói thì nó mất lòng, chứ có một cái số một số những cái dân tộc mà người ta di cư qua đây bất hợp pháp, rồi ở bên Đông Âu rồi cũng nhiều lắm. Xong rồi người ta hay đứng lại xin chữ ký, rồi kêu mình là xin cái gì, kêu mình là ký tên để ủng hộ một cái gì đó. Xong rồi người ta sẽ móc túi, người ta làm lung xung ba bốn người vậy, rồi người ta móc túi, rồi trên tàu điện được cũng vậy, biểu tình rồi. Nhưng mà ở quê á, được cái là ở mình á thì không có thấy ai mà móc cái gì của ai, mà mình á là cái tính của mình hay bỏ quên đồ lắm, mình đầu óc đỉnh đoản hay bỏ quên đồ lắm. Mà mỗi lần mình bỏ quên đồ á là không bao giờ mình mất hết á. Có lần mình bỏ quên một cái giỏ, không phải mình bỏ quên nhưng mà nó rớt hồi nào mình không hay, mình ngồi trên xe cả một buổi chiều mình không rớt xuống. Lúc đó mình đi theo bạn Lala, bạn đi công tác, và mình rất là lười bước xuống vì mùa đông lạnh, cái mình không bước xuống mà không biết sao có lúc nào mình bước xuống không, mình không hay mà mình rớt với cái giỏ. Đến khi mà về nhà rồi, khuya tối rồi, về tới nhà rồi thì mới phát hiện ra là mất cái giỏ, thì lo lắm, tại vì trong đó có thẻ ngân hàng, rồi có tiền mặt. Tiền mặt thì cũng không có nhiều tại mình cũng ít có xài tiền mặt lắm, mình xài thẻ. Mà có thẻ ngân hàng, rồi có giấy tờ tùy thân, đặc biệt là những cái hồi đó cái tít de séjour đó, rồi những cái đó rất là quan trọng, passport rồi đó. Nhưng mà đang rất là lo, thì sáng hôm sau đó mấy đứa nhỏ nhà mình nó ở bên này, nó gọi điện qua nhà mình ở bên kia, khi nó nói là Toàn có mất cái gì không, tại vì có ông cảnh sát ông gọi tới nhà mình, ông gọi tới chỗ con, ông hỏi là ông nhặt được cái giỏ, có người đem nhặt được cái giỏ và đem tới sở cảnh sát để khai báo. Cho nên ông muốn kiểm tra thử là có đúng là mất giỏ như vậy không đó. Cái xong cái mình mừng quá, hai vợ chồng phóng lên một phát, thì cảnh sát người ta hỏi thông tin cá nhân rồi, xong rồi người ta cho lại cái đồ đó, và mình đã đi tới để cảm ơn cái ông mà ổng nhặt được cái đồ của mình đó. Nhưng mà ổng cũng người ta cũng không có
kiểu như là thấy rằng là cái việc đó là lớn lao gì, cái việc đó giúp đỡ mình đó không có lớn lao gì, người ta cũng rất là thân thiện và người ta coi cái chuyện đó là chuyện bình thường, không có gì mà mình để quên giỏ 2 lần mất giỏ 2 lần mà không có lần nào mà rớt mất hồi tối đi ra ngoài quay phim để quên một cái cây quay phim, cái đồ quay phim, mà cũng có thằng cu nó chạy lại nó nói cô để quên đồ kìa, ở đây chỉ có mình để quên mà không ai phát hiện ra mình mất thôi, chứ ở quê thì chỗ mình thì nó yên bình lắm, nó không có mình để quên gì mà ai họ thấy họ chỉ cho mình hoặc là họ gửi lại cho mình, họ đem tới sở cảnh sát người ta trả rồi người ta truy tìm mình, chứ mình không có bị cái trường hợp là móc túi đi ra đường rồi đeo cái này đeo cái kia cũng không có sợ bị mất, giống như ở trên Paris thì thấy trong cái cộng đồng người Việt đó cũng chia sẻ là nhiều người mất đồ quá, bị móc túi nhiều quá. Rồi cũng có mấy cô mấy chú mà khán giả của kênh mình sống ở Paris thì họ cũng có chia sẻ là những cái điều đó, cho nên là mình cũng có biết qua. Chứ cái hồi xưa mà mình lúc năm 2015 mình qua mình chơi bên này đó, mình đi du lịch ở bên Paris đó thì mình đi cả tuần thì mình cũng không có bị sao. Nhưng mà tại mình nghĩ là nhờ lúc đó mình đi với bạn Lo Lo, cho nên bạn Lo Lo bạn đã thứ nhất là dẫn mình đi tới những cái khu vực an toàn thôi. Không phải toàn thể Paris nó như vậy đâu, mà chỉ có một số khu vực, một số tuyến tàu điện, tuyến metro thôi mới bị. Rồi với lại bạn cũng biết cái nhóm người mà xin ký tên rồi đó thì bạn cho mình tránh ra khỏi những người mấy người mà buôn bán hàng bán vòng đeo tay ở trên Mông Mạc đó, thì mình tránh những cái đó ra, thành ra mình nhờ cái sự bảo vệ của bạn mà mình không có bị sao đó. Nhưng mà sau này mình nghe thấy thì nhiều người nói ở trên Paris bây giờ nó cũng không có được như xưa, hồi xưa thì Paris đúng là mộng mơ sạch đẹp rồi cái nơi đáng mơ ước, nhưng mà bây giờ thấy nhiều người phàn nàn quá và biểu tình thì cũng nhiều nữa nên cũng ảnh hưởng đến cuộc sống. Giống livestream bán hàng quần áo bên Việt Nam, đúng rồi, trời ơi mình ngại nhất là mùa đông, tại vì mùa đông á là phải giặt đồ nhiều, mỗi lần mình đi ra mình mặc 2 3 lớp đó, livestream bán hàng quá trời đồ nè, rồi mang đồ cũng nhiều nữa mình mệt lắm, nên bây giờ mình phát hiện ra cái bí quyết là mang đồ nhẹ, cực kỳ nhẹ, những cái chất căn bản là cái chất liệu các bạn ạ, cái chất liệu mà nó giữ ấm được thì nó rất là nhẹ, nó mỏng lắm mà nó vẫn ấm, chứ còn hồi xưa không có biết mang cả đống như vậy này, con người thì chút xíu mà trời ơi, nó to ra như vậy đi lịch bịch như một con vịt chứ, kinh lắm mà mình sợ lắm, mùa đông rồi giặt đồ hoài, giặt đồ xếp đồ nó mệt lắm, giặt đồ xếp đồ ủi đồ đó mệt lắm. Bây giờ mình thấy mình nhẹ rồi nên là mình chia sẻ lại để cho các bạn nào mới qua hoặc là sắp qua hoặc là các bạn mà còn đang Việt Nam mà thỉnh thoảng đi công tác giống như một số bạn bè mình đó, đi công tác hoặc đi du lịch qua xứ lạnh đó thì cũng cũng biết chừng mà chọn cái chất liệu là polen nè, cashmere nè đó, à và mặc những cái áo chống gió, trời ơi mình có mấy cái áo chống gió nó to như thế này nè đó, cái đồ nó phải có cái chức năng chống gió, mấy cái này gọi là cái đu đun đó, chống gió thì nó mới giữ cho mình ấm được đó, cái này là mình đã thấy phiền lắm rồi. Ngoài ra livestream bán hàng mình có những cái áo cánh như thế này, những áo cục như thế này, cái này của ai đây, mua của ai, cái này mua của Cash Cash đó, những cái áo như thế này, à những người mà nào mà thứ nhất đó là thích, thứ hai là có khả năng đó, thì mua mấy cái đồ lông thú hoặc là áo da thú đó, da bò da con này con kia đó thì mặc thì nó cực kỳ ấm mà nó mắc lắm, nó từ khoảng 300 400 trở lên cả ngàn mấy ngàn một cái, nhưng mà mình á thì mình có một cái điều nguyện nhỏ là mình không có xài những cái đồ da đồ lông thú, từ hồi bên Việt Nam là mình đã nói là mình không có xài những cái đó rồi, thì mình nghĩ không xài thì cũng có cách khác mà, nhưng mà ai mà họ thích chứ thì họ vẫn xài những cái đó, nó ấm lắm, nó ấm lắm, bạn Lo Lo bạn cũng có xài, bạn xài đồ da da bò thật đó, ấm lắm mà mình không xài. À, xin chào bạn Phương Dung Tạ, rất thích cách dẫn chuyện của em, hấp dẫn và thu hút giọng nói của em thật truyền cảm, thích xem kênh của em, thương chúc em luôn hạnh phúc. Dạ em cảm ơn chị, em cũng chúc chị và tất cả mọi người những khán giả đã yêu thương và ủng hộ kênh của Toản Toản thật là nhiều sức khỏe nè, luôn an vui và hạnh phúc cùng với gia đình và người thân của mình. À, xin chào bạn tâm trạng buồn, trời sao mà bạn buồn vậy, bạn buồn thì bạn vô cái kênh của Tổng Tổng bạn coi những cái video Tổng Tổng làm, bạn sẽ thấy nhẹ nhàng và hết buồn thôi nha, mong bạn tâm trạng buồn mai mốt sẽ trở thành tâm trạng vui. Chào bạn Vic Family Vlog nè, à, xin chào bạn, à, bạn Vic Family Vlog này là cũng là một cái YouTuber ở Pháp đó cả nhà,
Đó rồi các bạn giao lưu với nhau nha. Mình cũng xin lỗi các bạn là từ lâu rồi mình không có đi giao lưu các cái kênh YouTube nữa, tại vì mình cũng không có nhiều thời gian cũng như là không có đủ sức khỏe. Sự thật đó là mình không có đủ sức khỏe, mình rất là yếu. Đó, thành ra là mình làm YouTube cũng kiểu chơi chơi thôi, lâu lâu ra khỏe thì làm mà thì nghỉ. Thành ra cái việc mà đi giao lưu YouTube đó nó làm mình hồi trước mình cũng có đi giao lưu, xong rồi nó cũng có một cái số cái vấn đề nó không hay nên mình ngưng hẳn, thành ra mình không có qua lại gì đó, mong các bạn thông cảm. Nếu như các bạn nào mà có ý định là đi giao lưu rồi gì đó thì các bạn giao lưu với nhau trong những cái dịp như thế này đó, cũng cũng tốt. Còn mình á thì nếu như các bạn lên đây thì mình sẽ giới thiệu kênh của các bạn, như mình đã từng giới thiệu một số kênh của một số bạn mà hồi đó mình ở trong cái group đó mình cũng đã giới thiệu rồi, thì mọi người cũng vào những cái kênh đó coi và mình thấy những kênh đó cũng có phát triển lên. Chứ còn mà mình đi giao lưu thì từ lâu lắm rồi mình không có đi giao lưu nữa, mong là các bạn thông cảm cho mình, tại vì năm nay thì sức khỏe chồng mình cũng không tốt, rồi phong tỏa rồi đau ốm, cho nên mình phải dành thời gian cho chồng và cho gia đình. Bản thân mình cũng không tốt, bản thân mình sức khỏe mình cũng rất là yếu, mình là cái người có cái thể trạng rất là yếu cho nên là sức người có hạn, mình chỉ tập trung vào những cái gì mà mình có thể thôi, mong là các bạn thông cảm nha. Đó, rồi các bạn chào nhau nè. Vic Family Vlog đi học tiếng thì bị mất xe đạp hả? Trời ơi, tội nghiệp dữ vậy. Bạn ở đâu? Vic Family ở đâu? Mình không biết bạn ở đâu. Tâm trạng buồn đã cảm ơn mình. Không có gì, mình hy vọng là tất cả mọi người đều vui và cảm thấy nhẹ nhàng trong cuộc sống. Huỳnh Đoàn, bonjour, bonjour bạn. Mùa Lâm Đào nói là mùa này đi trượt tuyết thì quá tuyệt, mà mình cần tập được tuyết không? Nó có cái khóa học trượt tuyết đó các bạn, nó có khóa học. Tổng tổng thì không có học một cái khóa nào, không có học mà mình học từ bạn Lo Lo. Thì bạn Lo Lo, bạn cũng không phải là người trượt tuyết chuyên nghiệp. Nhà mình thì chỉ có hai bạn nhỏ là những người trượt tuyết là gọi là có qua trường lớp học hành. Còn lại á, là mình với bạn Lo Lo thì là bạn Lo Lo bản dạng như là tự học xong rồi bạn chỉ lại cho mình, và tụi mình học cái đi cái trượt tuyết gọi là cái cross country đó, nó dành cho đó là những người amateur. Thì mình ban đầu á, là mình cũng chưa có làm được nhiều, nhưng mà sau đó thì mình trượt còn tốt hơn bạn Lo Lo nữa. Nhưng mà đầu mùa thì mình trượt dở, xong mình trượt mấy lần á, thì nó bắt đầu nó quen rồi, nó tốt hơn lên. Có khi mình còn trượt từ xa từ trên đỉnh núi xuống dưới chân núi luôn được, có mà một bên là núi một bên là bờ vực nha các bạn đó. Nhưng mà khi mà trượt xuống á, thì được rồi, nhưng mà nó sẽ té, tại vì mình chưa có thuần thục trong cái việc là mình tự thắng mình lại. Người ta có kỹ thuật cho nên khi người ta thắng lại á, người ta nhẹ nhàng êm ái, còn mình á, là ham trượt lắm. Nhưng mà mỗi lần mà trượt xuống cái dốc như vậy á là phải trả giá bằng một cú té đó. Có khi thì mình cũng thắng được, mình bạn Lo Lo bạn giải thích cho mình là khóa chân lại như thế này nè, thì có khi mình khóa được, có khi mình khóa không được, mà thường thì không được, cho nên là vẫn trả giá cho bằng một cú té. Nhưng mà té trên tuyết thì cũng không đến nỗi nào, nhưng mà chắc là phải cố gắng làm sao để bớt té lại chứ té cũng êm mình lắm. Tuy vậy chứ mình tại vì giờ cũng 40 tuổi tới nơi rồi, già rồi, cho nên là té vậy cũng không có hay ho gì. Hôm qua tổng mới bị té 2 cú. Hôm qua đi ra đường, tuyết thì nó sẽ không làm cho mình té, nhưng mà băng á, tuyết nó rơi xuống nó tan đi nó thành nước, xong rồi cái một vũng nước đó mà nó gặp cái không khí lạnh á, nó sẽ đóng băng lại và nó trong suốt ở trên cái mặt đường, mình không có nhìn thấy, nó không có để ý thì không có nhìn thấy, nó láng và nó trong trong suốt nào mình không biết á, là mình bước lên. Nó cũng tùy thuộc vào cái giày của mình nữa, hôm qua mình mang cái giày cũng bình thường, đang đi lơ ngơ nhìn trời nhìn đất, thì nó té 2 phát liên tục. Trời, đau mình lắm, bữa nay đau vẫn còn đau nữa, già rồi nên là nó đau lắm, thảm lắm cả nhà. Đi trên tuyết thì không có sao, nhưng mà gặp những cái băng đó đó, những cái đoạn mà đóng băng á, hôm qua có một cái khán giả nhắn cho mình là của trước đây cô cũng thích tuyết lắm, nhưng mà không biết nam hay nữ nữa đó, tại vì tên không có dấu cái, mà sau đó thì bị một cái cơn Blia hả, tức là một cái cơn mưa gió bão tuyết gì rất là khủng khiếp, ngập mấy nhà và bị té mấy lần, cho nên cô nói là bị trượt băng
trực ban không nghệ thuật mấy lần, cho nên bây giờ ra đường chỉ có cắm đầu đi thôi. Bây giờ chắc mình cũng phải vậy, phải cắm đầu đi và nhìn ra mấy cái chỗ băng đó. Em chào chị Nhi Trần, Thu Nhi Trần, lâu quá không thấy em gái, hay là Thư. Em chào chị nha. Cảm ơn bạn Vic Family đã nói rằng là xem kênh chị học được những điều hay. Thực ra thì mình cũng học từ người này người kia, mình học từ người bản xứ, rồi cái gì mà mình biết thì mình chia sẻ lại đó Vic à. Tại vì mình nghĩ ai mới qua như mình trước đây, bây giờ mình cũng chưa phải là mình đã hiểu biết sâu rộng gì đâu, nhưng mình cũng vẫn phải học mỗi ngày. Mà mình biết tới đâu thì mình chia sẻ lại tới đó, tại vì cũng vẫn có người nhắn tin vô group mình, vô trong cái fanpage của mình hỏi cách giữ ấm, cách này cách kia, thẻ ngân hàng, hỏi rất những cái vấn đề cuộc sống bình thường đó. Thì mình nghĩ rằng là mình chia sẻ ra đây, rồi trong cái phần bình luận á, các cô chú anh chị mà họ sống lâu năm ở Pháp này, họ rất là dày dạn kinh nghiệm, thì họ sẽ bổ sung những cái bình luận của họ rất là giá trị đó, thì họ sẽ bổ sung đó, thì khi mà những cái bạn khác mà vô coi á thì sẽ nhìn thấy cái phần bình luận của họ và sẽ học hỏi được, sẽ rút ra được những cái điều gì là nên làm, những điều gì không nên làm, và có thêm cái kiến thức để mà hội nhập với cái đời sống ở bên Pháp. Còn mình thì giống như mình khơi ra vấn đề, mình hiểu biết tới đâu mình chia sẻ tới đó, chứ mình cũng không có, mình đâu có phải là mình là thần thánh gì đâu, mình đâu có biết hết mọi thứ đâu, nhất là mình mới ở có mấy năm mà đó. Vậy đó bạn viết, thì mình hy vọng là làm một cái nhịp cầu để mà kiều bào của mình ở bên Pháp có thể chia sẻ thông tin và giúp đỡ lẫn nhau đó. Những người mới qua thì thường là cũng chưa có hội nhập tốt, cũng còn chệch choạc về tiếng nói, về khả năng hội nhập, về công ăn việc làm, rồi những cái vấn đề về thủ tục hành chính rồi đó, những thứ đó nó rất là phức tạp. Thì bản thân mình cũng phải học hỏi hàng ngày, mỗi ngày, thì mình nghĩ rằng những người, mình cũng như những người đó thôi, những người đó cũng giống như mình thôi, cần được cái sự giúp đỡ và chia sẻ thông tin. Thì ở trong cái khả năng của mình hiểu biết được cái gì thì mình không ngại chia sẻ nó ra để cho mọi người nắm bắt được. Nhưng mà tất nhiên cái hiểu biết của cá nhân mình nó có hạn, nó rất là hạn chế đó. Cho nên là khi mà mình đưa ra vấn đề thì có nhiều cô chú anh chị khác họ sẽ bổ sung thêm cái hiểu biết của họ ở trong cái phần bình luận á, thì mọi người sẽ vô đó học hỏi thêm để mà cái cuộc sống của mình, cái mình ở bên Pháp nó được dễ dàng hơn, mình sẽ hội nhập tốt hơn và cải thiện cái chất lượng cuộc sống, cũng như là cải thiện những cái vấn đề về hội nhập, về hành chính giấy tờ nó trở nên thuận tiện hơn. Các bạn khỏe trần sáng tạo, các bạn Harmonica Nguyễn chào nhau. Bạn Harmonica Nguyễn hỏi là chị ơi, ở Pháp chắc không đông dân như Việt Nam chị nhỉ, chắc khá buồn. Ở Pháp thì ít dân hơn ở Việt Nam, nhưng mà những cái đô thị lớn thì nó cũng đông dân bạn à. Mình thì mình ở quê đây á, thì cái mật độ dân số thì nó thưa hơn ở thành phố, nhưng mà buồn hay không á, thứ nhất là do tính cách. Những cái người mà yêu thích cái sự yên tĩnh, tĩnh lặng như mình thì sẽ rất là thích vùng quê. Mình sinh ra lớn lên ở vùng quê, rồi sau đó là học hành, rồi công ăn việc làm đó, thì mình mới ở Sài Gòn, thì mình mới hội nhập với cái cuộc sống đô hội. Riết rồi mình cũng quen, rồi mình cũng sống theo cái nhịp sống đó. Rồi khi mình trở lại ở đây, mình sống ở vùng quê thì ban đầu mình cũng thấy hơi sốc, tại vì mình đã quen với cái đô hội ở kia rồi, thì mình tới đây thì mình cũng thấy hơi sốc. Nhưng mà may cho mình là mình không có tự nhiên mà mình dọt qua Pháp, mình ở liền. Và trước khi mình quyết định mình gắn bó với bạn Lo thì cả hai đứa được bàn nhau là qua bên này chơi thử vài tháng để coi thử có hợp không. Thì trong vài tháng đó mình đi chơi thì mình thấy đẹp thì đẹp thiệt, nhưng mà nó không giống với cái nước Pháp mà mình hình dung ban đầu. Tại ban đầu mình không có thông tin, mình thiếu thông tin, cho nên là mình hình dung về một nước Pháp khác, và mình hình dung nó là một cuộc sống đô hội, nên mình cũng nghĩ tới Paris. Rồi cũng như bạn bè mình cũng hay nghĩ là khi mình đi có chồng Pháp thì là chắc là mình sẽ ở Paris rồi vân vân. Nhưng mà nước Pháp không chỉ có Paris, ở đây thì nó thôn quê, ra đường là gặp bò, ngựa, dê, cừu và đồng cỏ mênh mông, núi đồi bát ngát các bạn ạ.
Chứ nó không phải như Paris kinh đô ánh sáng rồi thời trang rồi, cũng phải vậy đó. Ở đây người dân người ta có giàu có, người ta cũng ăn mặc giản dị lắm, cho nên là nó cũng phù hợp với tính cách của mình nữa. Mình khi mà cần thiết đi ra ngoài gặp gỡ đám tiệc rồi thì mình mới ăn mặc rồi trang điểm rồi vân vân, chứ còn ở quê thì mình ở nhà mình cũng ăn mặc bình thường thôi. Nên nhiều người họ cũng thấy cái cách mình ăn mặc đó, họ cũng chê mình nghèo rồi. Nói chung cũng nhiều cái người họ cũng tỏ ý là họ cũng khinh mình á, nhưng mà kệ họ đi, mình sống với cái cách của mình thôi. Dạ con chào chú Thanh La, lâu quá con mới gặp chú. Phong cảnh tổng tổng ở đẹp quá. Thank you. Cho xem những festival ở thôn quê nước Pháp. Dạ con cảm ơn chú. Con còn nhiều cái lắm mà con chưa có sức để con quay rất là nhiều. Nhưng mà con chưa có sức để con edit, để con chiếu lên cho mọi người coi. Ừ, các bạn khỏe trần sáng tạo và tâm trạng buồn chào nhau. À, Nhi Trần, tôi rất thích những cảnh em quay ở Pháp. Nó đẹp và yên bình. Dạ em cảm ơn chị. Em cũng giống như chị đó, em cũng thích cái cảnh yên bình. Em có thể ngồi mà ngắm nó nguyên cả một buổi chiều, nguyên cả một buổi sáng, và để cho cái dòng suy tưởng của mình nó trôi theo cái cảnh vật như vậy mà không biết chán. Tại vì từ nhỏ em đã vậy rồi, từ nhỏ khi mà sinh ra là em lớn lên ở nhà quê, ở nông thôn. Trước nhà là có một cái cánh đồng lúa. Và như vậy thì cái cánh đồng lúa đó nó cũng thay màu đổi sắc. Mỗi lần thay mùa đổi vụ thì cái cánh đồng lúa đó mạ non nó cũng có cái nét đẹp của nó rồi. Tới cái mùa mà lúa trổ đồng á, nó cũng có nét đẹp của nó rồi. Lúa chín vàng nó cũng có nét đẹp của nó rồi. Mùa gặt cũng là một cái mùa rất là vui. Thì đồng quê đối với em là một cái gì đó nó rất là thân thuộc, và em lớn lên ở trong cái bối cảnh làng quê đó giữa một cái thiên nhiên tràn ngập đó, cho nên là khi mà về đây sống á, thì thấy là giống như mình được sau rất là nhiều năm, mười mấy năm ở thành thị làm việc ở trong cái guồng quay của thành thị thì cũng quen với nó rồi. Tự nhiên cái rồi bây giờ về đây sống giống như là ban đầu sốc, nhưng mà sau đó thì giống như là mình trở về với chính mình, với cội nguồn của mình vậy đó. Có một cái sự tương tác trực tiếp với thiên nhiên đó, nó làm cho mình cảm thấy mình yên bình lắm, mà thấy nó cuộc sống nó nhẹ nhàng, nó thanh thản. Dù có thể là tiền bạc á, thì không có giàu có như người ta, không có dư giả rồi giàu nước đố đổ vách không á, nhưng mà mình cũng chỉ có đủ ăn thôi, nhưng mà thấy cuộc sống nó vui. Thấy cuộc sống nó nhẹ nhàng đó, thì là cái điều mà em cũng cảm thấy rất là biết ơn cuộc sống, biết ơn cuộc đời đã đưa em tới đây, tới một cái vùng đất xinh đẹp mộng mơ. Cái vùng này nó đẹp lắm, hay là tại vì em là cái tiếp người lãng mạn và yêu thiên nhiên nên em thấy nó đẹp. Chứ còn nhiều người họ cũng comment vô, họ nói thấy nó đẹp vậy chứ mà nó buồn. Còn em á, thì em thấy nó đẹp quá chứ em không thấy em buồn. Mỗi lần em nhìn cảnh cảnh đẹp là em thấy nó vui ở trong lòng lắm, thấy nó vui sướng ở trong lòng. Mà thậm chí nhiều khi hai vợ chồng còn nói là mình đi lên tuốt trên núi cao á, mình ở, mình mua nhà ở trên núi cao mình ở, còn muốn như vậy nữa kìa. Đó chứ không phải là còn ở với cái làng này nó phát triển lắm. Cái làng của mình á, nó cũng là một cái làng phát triển, chứ nó không phải là, mặc dù nó nông thôn thật, nó là thôn quê thật, nó đồng cỏ mênh mông, trâu bò trâu ngựa, không có trâu ngựa bò dê cừu gì tùm lum hết á, nhưng mà cái làng này nó khá phát triển. Nó có đầy đủ những cái phương tiện vật chất hiện đại của một cái cuộc sống hiện đại. Nó không kém gì đô thị đâu, nhưng mà được cái là xung quanh là thiên nhiên không à, thành ra em thấy cũng hạnh phúc lắm khi mà về sống ở đây. Cảm ơn em. Thanh Vũ hay Thành Vũ Đỗ ha, em nói rằng là nhờ chị mà em biết thêm về nước Pháp. Chị cũng hy vọng là chị có thể cung cấp thêm một số các cái thông tin gì đó gọi là hữu ích qua những cái video để cho người xem không chỉ mất thời gian xem những cái tào lao bí đao, mà là mỗi lần xem video thì cũng thấy rằng là mình nhận được thêm một cái giá trị gì đó được chia sẻ qua. Toàn Trần xin chào bạn. Hai chị Toản Toản, Toản ở đâu, của Sa Voi vậy? Chào bạn Toàn Trần. Toản ở ở Vion Sa La, một cái làng nó nhỏ xíu thôi, nó bé tí teo. Nó bé tí teo mà đó, nó có tên là Vion Sa La. Nó nằm cũng gần gần Almas, cách Almas vào khoảng 20 cây số, cách Bonvin cũng 15-18 cây đó, và cách Annecy thì đi đường cao tốc là khoảng 30-45 phút đó. Đi Chamonix cũng vậy. Rồi ở đâu nữa, trà sữa Trân Châu.
Chào em nói chuyện rất hay, rất thích kênh của em. Dạ, em chào chị và em cảm ơn chị. Bạn Oanh Trần và bạn Tâm Trạng Buồn chào nhau. Rồi bạn tiếng Nhật, tiếng Hàn gì đây? Tiếng Hàn hả? Please write in chat. Mình không có chat được. Cái máy tính này của mình nó không có tiếng Việt. Cái máy tính này nó là tiếng Pháp với tiếng Anh thôi chứ nó không có tiếng Việt, cho nên là mỗi lần mà chat đó, nó nhảy tùm lum hết, nó cũng mệt lắm. Và mất công là nó nhảy không có đúng đó, thì nó gây ra những cái sự hiểu lầm không hay. Oanh Trần, chị Oanh Trần nói là phong cảnh em quay thật yên bình, rất thích. Dạ em cảm ơn chị. Em cũng mong là trong mỗi một cái video em làm, nó có thể nó gửi gắm đến quý khán giả một cái chút năng lượng bình an, một chút năng lượng tích cực nào đó để người xem và cảm thấy rằng là nó nhẹ nhàng. Có thể là trong cái ngày hôm đó cuộc sống của mình nó có những cái điều bất như ý, thì mình quay trở lại mình xem cái video thì mình cũng thấy cũng giống như là một cái giây phút mà mình giải trí, mình relax, mình thư giãn, và thấy cuộc đời nó cũng có cái gì đó đáng yêu. Cuộc đời cũng còn cái những cái điều đẹp đẽ chứ không phải là nó quá tệ. Thì đó là cái điều mà em muốn gửi gắm ra trong những cái video của mình đến quý khán giả. Có thể là hôm nay mình coi rồi một lúc nào đó tự nhiên cái mình thấy buồn, cái mình cần một cái gì đó nhẹ nhàng, thì mình mở ra mình coi lại thì mình thấy nó vẫn có cái giá trị để mà nó an ủi và xoa dịu tâm hồn của mình. Đó đó là cái mà em muốn làm và em muốn gửi gắm đến với quý khán giả của mình. Bạn, please try in English, turn the translator. But why? Why do you want that I write in English? I'm sorry, because I'm talking now, so I cannot talking and I cannot talk and write in same time. I'm so really sorry. I will answer your question in the comment. Mình xin lỗi là mình không có viết vào lúc này, bởi vì mình đang nói cho nên mình không có chat trực tiếp với bạn. Nếu bạn muốn chat trực tiếp với mình á, thì bạn vào cái fanpage, hoặc là bạn cái fanpage của mình nó có tên là Toán's Corner, và cái email của mình nó có tên là nước pháp có gì hay a@gmail.com. Thì đó là cái lúc mà mình có thể đọc và trao đổi chat hay là trả lời thư các bạn. Còn lúc này là mình livestream là để nói chứ không phải để viết, nên là mình mong bạn thông cảm. Bạn kẹo đắng nói là mình cũng thích như bạn Toản, mình thích yên bình như nơi Toản ở. Cảm ơn bạn kẹo đắng rất là nhiều vì sự đồng cảm của bạn. Thanh Vũ Đỗ chào, mình chào Tâm Trạng Buồn. Bạn Thanh Vũ Đỗ hay là Thanh Vũ Đỗ chào bạn Tâm Trạng Buồn, chúc cho bạn Tâm Trạng Buồn chóng vui lên. Chú Thanh La hay Thanh Lã chú, con không có biết rõ cái tên của chú do là không có dấu, con xin lỗi chú. Chú nói là tôi đồng ý với Toản Toản, cảnh quê bốn mùa thay đổi rất đẹp. Và bạn Ocean Trần nói là đẹp tuyệt, thấy bình thản. Bạn này tiếp tục hỏi là where's your country. Mình là người Việt Nam bạn ạ. I'm Vietnamese, my country is Vietnam. Bạn Hương chấm Cao Ri TD. Cảm ơn chị đã làm thế giới quan của em mở rộng hơn. Cho dù không được tận mắt nhìn thấy, nhưng đúng như những lời người thân của em từng đi du lịch Pháp, họ đã nói nước Pháp đẹp từng cm. Cảm ơn em đã chia sẻ cái ý kiến của em. Chị cũng thấy nước Pháp đẹp. Mỗi vùng nó có một vẻ đẹp khác nhau. Miền Nam nó, năm nào mà nghỉ hè mà trừ năm nay là cái năm mà dịch bệnh và ông xã mình bệnh thì mình không có đi thôi, chứ năm nào nhà mình cũng vô miền Nam. Mình thấy miền Nam nó có cái vẻ đẹp của miền Nam. Rồi mình nghe nói ở miền Bắc, ở Lille là với lại Normandy nó cũng rất là đẹp theo cái kiểu đó. Rồi quê chồng của mình ở Alsace thì mình cũng thấy mình mê cái vẻ đẹp ngoài Alsace, Strasbourg, rồi rất là nhiều. Rồi mình ở đây
Thì mình cũng thấy mình mê mẩn cái vẻ đẹp của này, cho nên chắc mình thấy nước Pháp chỗ nào cũng đẹp là thiệt đó cả nhà ơi, chắc đẹp thiệt. I'm Korea, Korea, Korea. Nice to meet you. I'm sorry I can't greet your name. I don't know Korean. Okay. À, bạn cuộc sống Bắc Tây Nguyên nói là bây giờ ở Pháp là mấy giờ rồi chị? Hồi nãy giờ mình nói vậy, mình tính là nói có 15 20 phút về đống đồ vũ của mình mà mình nói cả nửa cả một tiếng rồi đó cả nhà. Chắc bây giờ mình phải để cho cả nhà nghỉ ngơi chứ hả? Bây giờ là 15 giờ 48 phút. Vậy là coi như gần 4 giờ kém 10 rồi đó cả nhà. 4 giờ kém 10 chiều đó. Chủ đề giữ ấm cơ thể gồm có ăn, mặc, đi ra đường, đi trượt tuyết, uống uống đồ nóng liên tục, trước khi đi ra đường phải uống đồ nóng, ngủ thì nếu như bạn nào không có một cái bu yốt thiệt lớn như mình thì mua một cái bu yốt là một cái bình người ta bán trong siêu thị nhiều lắm, có 8, 12 euro gì đó một cái à. Một cái bình nhựa như thế này, các bạn hỏi cái bu yốt là người ta bán cho mình một cái bu yốt, hoặc là đi tìm cái bu yốt. Rồi nấu nước ấm khoảng 70 độ, đổ vô cái bình nhựa đó, xong rồi bỏ nó lên trên cái giường trước khi mình vô ngủ thì nó sẽ làm ấm cái giường lên, rồi khi mình ngủ mình vô mình ngủ bỏ lên khoảng 15 phút trước khi đi ngủ thôi, mình vô là cái giường nó ấm hẳn lên rồi, nó ấm nực luôn, nhiều khi mà nó nóng quá đến nỗi mà mình ngủ không nổi luôn á, cho nên mình dẹp cái đó rồi nó nóng quá đó. Và mình có cái bình bujot lo lo rồi cho nên mình không cần cái đó nữa. Anh Trần toản toản đọc lời bình trong kênh cũng hay, tình cảm, cảm ơn em nhiều. À, xem kênh em thấy nhẹ nhàng an nhiên. Dạ em cảm ơn chị rất là nhiều, à, vì chị đã nhận được những cái thông điệp, những cái giá trị mà em mang tới, và đồng thời chị cũng đã có lời tán dương khích lệ em. Em cảm ơn chị cũng như quý khán giả đã ủng hộ kênh em rất là nhiều. Xin chào bạn Thu Hương Nguyễn. Chú Thanh Lã nói là please chat in English. À, bây giờ thì con không có chat được chú ạ. Con sẽ nói, và bây giờ cũng là lúc mà con nghĩ là con nên rớt xuống khỏi cái livestream này, tại vì con like cả tiếng rồi. Con like cũng cả tiếng rồi, lâu quá rồi. Bây giờ có 91 người xem, xuống xuống 90 người. À, bạn Thế Kỷ mới channel nói là bạn lo lo của chị Toản Toản bôi kem cho chị Toản Toản, thấy hai người đáng yêu quá. Em đang xem lại video gần nhất của chị nè Toản Toản. Cảm ơn em, bạn lo lo thì bạn rất là tình cảm, bạn là cái người tình cảm và chu đáo, đó là một trong những cái lý do mà mình chọn bạn. Tại vì hồi trước mình cũng có quen một số người mà mình nghĩ là nếu mà về về mức độ mà kinh tế hay là về thậm chí là tài năng trong cái cuộc đời á, một số người mà mình đã quen qua thì họ còn hơn bạn lo lo nữa rất là nhiều, nhưng mà mấy người giàu có mình thấy mình không có hợp với, tại mình bình dân á, rồi kiến thức của mình thì nó cũng ở cái tầm trung vừa phải, mà mấy người tồi tài giỏi với giàu có quá mình không có hợp. Mình chọn bạn lo lo là tại vì bạn hợp với mình về tính cách, cũng như là bạn là người rất là tình cảm, rất là có trách nhiệm, bạn không có hứa nhưng mà bạn làm, và bạn chăm sóc mình rất là chu đáo, thì đó là cái điều, một trong những cái điều, những cái giá trị của bạn lo lo mà mình rất là trân trọng, cho nên mình chọn bạn là mình chọn cái con người tình cảm và chu đáo đó. Bạn là cái một cái người mà gọi là bổ sung cái phần tính cách mà mình không có, hai đứa mình là bù trừ cho nhau. À, bạn là hồi nói s'il te plaît, parle en français. Tu es en France. Bạn lo lo, bạn đang làm việc ở kia cả nhà. Cái đầu của bạn đó. Bạn nói là bạn đùa đấy, tại vì có người Hàn Quốc nói tiếng Anh, đòi nói tiếng Anh cho nên là bạn đùa. Bạn lo bạn đang làm việc mà bạn mình làm phiền bạn đó, thành ra là bạn cũng chọc mình đó. Bạn nói là mình phải nói, em phải nói tiếng Pháp đi, tại vì em đang ở Pháp mà. Xin lỗi em đang ở Pháp nhưng mà em nói với đồng bào của em phải nói tiếng Việt. À, có người á ngộ lắm, họ vô kênh mình á, mình có thể... Bạn chào kìa. Bạn lo lo chào cả nhà kìa.
Có người nói là mình lấy tay rồi mất gốc, nhưng mà họ nói những cái điều đó với mình bằng tiếng Pháp cả nhà. Thì mình thấy cái gốc đầu tiên là cái ngôn ngữ là tiếng mẹ đẻ của mình, thì mình nói chuyện với đồng bào mình phải nói tiếng Việt đó. Mình có thể nói tiếng Pháp, mình có thể nói tiếng Anh, dù là không có giỏi lắm nhưng mà mình cũng có thể xoay sở. Nhưng mà mình nghĩ đâu có lý do gì giữa người Việt với nhau mà trao đổi một vài câu đùa rồi hoặc là chào hỏi đơn giản rồi đó thì cho nó làm sinh động hơn cái câu chuyện thì cũng được, nhưng mà nói chuyện một cách nghiêm túc thì đâu có cần phải dùng ngôn ngữ khác để nói với nhau làm cái gì. Mình nghĩ là mình nên nói tiếng Việt với đồng bào của mình hơn, nhất là khi mà mình sống ở nước ngoài đó. Thật ra là trong một cái môi trường mình giao tiếp quá nhiều tiếng ngoại quốc đó, đôi khi đó, mình cũng bị quên mất một vài từ, những cái từ mà lâu quá mình không dùng mình bị quên đi đó. Thì mình nghĩ mình cần phải tăng cường nói tiếng Việt hơn nữa, tiếng mẹ đẻ của mình mà sao mình không nói, mình phải nhờ qua một cái ngôn ngữ khác làm gì. Mình đã phải nói tiếng nước ngoài với những cái người khác rồi thì tại sao với người Việt của mình mà mình không nói tiếng Việt? Người Việt với nhau thì nó nói tiếng Việt, đó là quan điểm cá nhân của mình đó. Thì lâu lâu thì ví dụ như chêm vào một vài câu một vài từ rồi cho nó vui, ví dụ như khi mà mình mở đầu cái video mình chào bonjour là gửi lời chào từ nước Pháp thì mình bonjour theo cái phong cách nước Pháp rồi cho nó vui, một vài chú cũng nói như vậy, không phải nói nước tiếng Pháp. Nhưng mà giữa người Việt với nhau khi giao tiếp với nhau thì nên nên sử dụng tiếng mẹ đẻ là chính chứ, phải không ạ? Cái gốc nó là đó chứ là đâu đâu, cái gốc nó là cái ngôn ngữ đó, mình thấy là như vậy. Còn ai mà thích nói tiếng Pháp hay là tiếng Anh với nhau đó thì cũng là cái sự lựa chọn của họ thôi, nhưng mà nói với mình đó, thì mình đề nghị là nó nói tiếng Việt, tại vì mình đã nói tiếng Pháp với gia đình chồng, với những người hàng xóm láng giềng, với tất cả mọi người ở Pháp rồi, mình nói tiếng Anh với những cái người mà họ không nói tiếng Pháp mà họ nói tiếng Anh rồi. Vậy thì khi mình có cơ hội nói tiếng Việt là mình phải tăng cường nói tiếng Việt. Mình nghĩ là mình phải giữ cái gốc của mình từ trong cái ngôn ngữ, từ trong lời ăn tiếng nói là đầu tiên. À chú Trang mua mền bằng điện đó bạn. Bạn Minh Trang Phạm nói là bạn mua mền bằng điện. Trời ơi hay vậy, có cái mền bằng điện nữa hả bạn? Mình chưa có cái mền bằng điện, để bữa nào mình tìm hiểu cái mền bằng điện rồi nó chạy làm sao bạn. Đúng rồi bạn, thế kỷ mới ơi, thế kỷ mới channel nó là tuyết dày quá, Tổn Tổn ơi, tuyết dày lắm, tuyết ở trên núi dày lắm, cho nên là đó là lý do mà Tổn làm cái video để chia sẻ về cái cách giữ ấm cơ thể ở cái xứ lạnh băng giá này. Ai mà nói không lạnh đó thì không biết là họ có mình đồng da sắt hay không. Khi mà mình đi lên trên núi rồi, mình thích nghi rồi đó, thì và mình có vận động á, trèo lên núi mà trời núi đi hết hơi á, thì mình vận động nhiều á thì nó mất bắt đầu cái cơ thể mình nó nóng rồi nó toát mồ hột, bắt đầu mình lột dần. Chứ mà nói trong cái điều kiện mà đi bình thường ở trên đó thì thật sự là nó rất là lạnh, chứ nó không lạnh thì mình cũng không biết là quý vị có mình đồng da sắt hay không. Chú Thanh Lan nói là tôi bảo ông Đại Hàng viết English đi thôi. Dạ. Bạn Toàn Trần nói là lâu hôm mét C'est peut-être tuer son vietnamien, mais c'est une bonne idée. Là. India spectator. Ta vu. Anh nói là anh thấy rồi. Bạn Toàn Trần ạ. Bạn Toàn Trần nói là Toàn nói thêm tiếng tiếng Pháp vào video đi. Thỉnh thoảng Tuấn cũng có nói đó, nhưng mà Tuấn cũng có hơi ngại là không biết là có nhiều người chê mình mất gốc hay không. Cái thứ hai nữa đó là có ít thôi, một vài người thôi chứ không có nhiều người, chỉ một vài thôi, ba người là nhiều. Thì nói mình á, là nói tiếng Pháp dở quá im đi, im miệng lại, tiếng Pháp dở quá đừng có nói. Mình nói á, là có thật đấy, người Việt với người Việt họ chê, mà họ chê với một cái cách rất là giống như là mình câm miệng lại vậy đó, họ chê rất cái cách rất là khó chịu. Cho nên là mình cũng không biết, là mình biết là tiếng Pháp của mình có hạn cũng còn hạn chế. Mình qua đây thì cũng có 4 năm mình học tiếng Pháp, là tổng cộng có 10 tháng thôi, đi học tổng cộng có 10 tháng và mình đã có được cái bằng B2 và số là mình học lên C1 để mình đi học master.
Nhưng mà do cái COVID này á, thì mình đã dừng lại cái việc học C1, và mình cũng cảm thấy rằng là nó mình không biết là mình nghĩ chắc thôi mình không có đi học master nữa. Thành ra là không biết sao mà chắc là cũng phải đi học lại C1. Và mình biết rằng là tiếng Pháp của mình tuy là mình cũng nói giao tiếp được được trong cuộc sống xoay sở và tự làm những cái giấy tờ của mình, nhưng mà tất nhiên là mình là người Việt Nam mà mình có cái rào cản và có cái hạn chế về cái mặt phát âm của người Việt. Nhưng mà nhiều người họ vô họ chửi như tát nước vào mặt á, họ chửi với những cái lời lẽ rất là khó nghe. Và một số người khác á, thì nghe mình nói là người Việt chê người Việt thì họ lại vô họ chửi mình là tại sao nói người Việt như vậy, mình là cái thứ hạ đẳng rồi nọ kia, dân hạ đẳng rồi nọ kia, mình không biết cái đẳng của họ tới đâu. Nhưng mà cái cách họ nói chuyện thì thấy là họ rất là vô văn hóa, mình phải nói thẳng như vậy. Cái cách nói chuyện thì thấy các bạn, những cái bạn mà comment những cái lời mà nó thô tục và nó kiểu như là xúc phạm người khác để làm nổi mình lên đó, có những cái người họ có cái tâm lý đó, thì mình nói thật là mình không muốn chào đón những cái người đó trong cái kênh của mình. Bạn chú Thanh Lã nói là tôi muốn nghe cô Toản Toản nói tiếng Việt vì tôi là người Việt cô ạ. Vâng ạ, con thì con cũng nghĩ là người Việt với nhau thì mình nên nói tiếng Việt. Nhưng mà trong video á, thì có những cái khán giả người ta coi, ví dụ những em mà nó đang học tiếng Pháp á, thì thỉnh thoảng mình có nói một số từ tiếng Pháp á, thì nó cũng cảm thấy là nó hữu ích cho những cái em đó. Hoặc là có những cô chú mà trước đây họ đã từng học tiếng Pháp rồi, bây giờ họ sống bên Mỹ hoặc là sống bên Việt Nam mà họ lâu quá họ không có cái môi trường để nghe hay nói lại tiếng Pháp đó, thì họ rất thích. Thỉnh thoảng mà là con chêm vô một số câu tiếng Pháp như vậy thì có những người họ thấy rất là êm tai, họ nói là tiếng Pháp nghe nghe tiếng Pháp đã quá, tức là rất là êm tai. Thì có những người họ thích như vậy đó, thì thỉnh thoảng mình cũng nói một vài câu, hoặc là có những cái điều nó liên quan tới một số câu thành ngữ mà con đã học và đã dùng đã biết đó, thì mình cũng nói, mình cũng giải thích cho mọi người biết đó, mình chia sẻ. Tại vì thành ngữ thì trong đó nó cũng chứa đựng cái văn hóa của người Pháp, thành ra là thỉnh thoảng thì con cũng nói một vài câu, nhưng mà cái nội dung chính thì vẫn phải là nói tiếng Việt. Chú Thanh La nói là chào Lo Lo, chúc bạn keep up good work. Lo Lo. Lo Cảm ơn. Lo. Someone send you a message. He said keep up good work. Keep up good work. Bạn bạn Lo Lo nói là thank you, cảm ơn chú. Ảnh đang làm việc, ảnh đang tập trung ảnh làm việc. Bạn kẹo đắng nói là nghe Toản nói mình càng thích vì suy nghĩ và tính cách của mình cũng giống như bạn vậy. Cảm ơn bạn kẹo đắng vì sự đồng điệu của bạn. Bạn cũng mình có đọc rất là nhiều cái comment của bạn thì mình cũng cảm thấy rất là trân quý bạn ở những cái chia sẻ của bạn về tính cách của hai đứa mình. Bạn thế kỷ mới, em xem đến đoạn tiên cảnh rồi nè, Toản ơi, Toản Toản. À, cái chỗ mà cái cuối video, cái video vừa rồi đó, tuyết ngập gối sống ra sao mùa đông nước Pháp đó. Càng lên cao thì nó càng đẹp, nhưng cho nên là quý vị nào mà đủ kiên nhẫn, cái video đó nó hơi dài. Quý vị nào mà đủ kiên nhẫn mà xem tới cái đoạn cuối đó, thì mới có quà. Món quà nó nằm ở phần cuối của video đó, nó đẹp không thể nào mà tưởng tượng nổi. Toản phải Toản dừng ở đó cả nửa tiếng, hơn nửa tiếng, và bạn Lo Lo phải đứng chờ đó. Bạn nói trời anh chờ em lâu quá, nhưng mà Toản nghĩ là cái chỗ đó là cái chỗ xứng đáng bỏ thời gian, và Toản muốn khoe cái điều đó và để nó ở cuối video để tặng quà cho cả nhà. Thì ai cũng xem tới cuối video thì sẽ thấy cái cảnh nó rất là đẹp. Bạn Luis Figo đã xóa một cái comment nên là mình không biết bạn đã nói gì, nhưng mà mình cũng xin chào bạn. Chú Thanh Lã nói là ở Mỹ có bán chăn điện, chỉ cắm điện vào thôi, simple. Ồ, vậy đó hả chú? Rồi bây giờ cuộc sống nó hiện đại quá, con chưa có biết cái chăn điện. Mà hiện nay nhà con đang xài cái chăn mùa đông nó như vậy nè, nó dày nè. Mà con đã thấy nó nóng quá rồi. Nó nóng kinh, nó nhiều khi mà nó nóng quá ngủ không nổi luôn á, là con phải chui ra khỏi cái chăn một hồi cho nó mát rồi mới chui vô. Bạn Thanh Vũ Độ nói là họ chê là họ đang không bằng mình đó chị cũng không biết như thế nào á, nhưng mà khán giả đó có một số người họ comment cũng rất là khó nghe. Không biết họ nghĩ cái gì, nhưng mà mình nghĩ rằng là khi mà họ dùng những cái lời
những cái từ ngữ như vậy, những cái từ ngữ mà mình không muốn nhắc lại, tại vì khi mà nhắc lại mình cũng thấy nó ngại miệng mình nữa, nó dơ miệng, cho nên là mình không có muốn nhắc lại. Và nó cố tình xúc phạm người khác. Mình nghĩ rằng ở trên cái thế giới mạng á, ban đầu mình cũng rất là sốc, tại vì lâu quá rồi trong thế giới của mình không có gặp ai ăn nói cái kiểu như vậy hết trơn á. Nhưng mà mình sốc xong rồi, nhưng mà mình nhìn kỹ lại á, thì mình thấy rằng là mình sốc và mình thương cho họ đang ở trong cái trạng thái tâm hồn như vậy đó, thì mình thấy mình thương cho họ hơn là mình sốc do cảm thấy bị xúc phạm bởi những cái lời họ nói. Cho nên là mình nhìn kỹ lại bản thân mình đó, thì mình thấy cái cảm xúc mà mình đang mang đó là mình thấy mình tội nghiệp cho họ đó. Cho nên, rồi sau này thì mình bỏ qua những cái đó đi, nói chung là mình cũng không có đọc. Thì đương nhiên là mình phải đọc rồi, tại vì nó nhảy lên trên cái điện thoại của mình là mình phải đọc, nhưng mà mình không còn bị chi phối bởi cái cảm xúc mà những cái người như vậy mang lại nữa. Dạ chú nói đúng là con cũng muốn, con cũng không có để ý tới những cái người như vậy nữa, tại vì họ cũng không có đáng để cho con mất thời gian để suy nghĩ về họ. Nhưng mà họ vô, có những người họ rất là rảnh, họ rảnh đến cái mức mà họ đi rải spam comment. Mỗi lần họ viết là một cái sớ như thế này, tức là họ đâu có cái lý do gì để họ chửi mình, cho nên họ tìm cách họ xúc phạm cá nhân. Mà họ, con là người miền Trung mà họ tưởng là mình là người miền Tây, cho nên họ chửi tất cả những cô gái miền Tây lấy chồng Tây, lấy người ngoại ngoại quốc, họ chửi tàn mát những cái cô gái miền Tây. Nhưng mà mình là người miền miền Trung, nhưng mà mình nghĩ miền Trung miền Tây hay miền Bắc, đầy bạn bè mình đầy người miền Bắc lấy chồng Tây cơ mà. Rồi á, mình cũng muốn nói lại cho những cái người bạn, những cái chị mà người miền Bắc đó nghe, và bạn bè mình cũng người Bắc rất là nhiều, và nhiều người họ cũng thấy rằng sao có những người kỳ cục lắm. Nhưng mà thấy mới thấy rằng là con người lạ lắm, có những người họ lạ lắm, họ họ nói mà họ không nghĩ rằng là người ta sẽ cười họ vì những cái lời mà họ thốt ra. Một con người mà ăn nói như vậy mà họ không biết mắc cỡ, nhưng mà mình nghĩ là họ trốn sau cái màn hình đó ở trên mạng xã hội, mà họ họ đâu có, họ toàn là xài nick giả thôi, toàn là cái nick giả rồi tên nọ tên kia, tên nước ngoài, tên nửa ta nửa tây nọ kia đó, chứ họ và không bao giờ có hình, không bao giờ show cái gương mặt ra, không bao giờ mà dùng tên thật nha, chỉ toàn là trốn sau những cái nick giả và đi xúc phạm người khác, xong rồi rải spam. Chỗ nào mà có người mà khen hay đánh giá cao mình là người ta vô người ta rải những cái đó. Ở đây có một số chú, một số anh chị em cũng có thấy và đề nghị là xóa đi, mà nhiều khi á là những cái họ họ spam lên những cái comment cũ á, cái này nó không có báo cho mình nên mình không có hay và không kiểm soát hết được, thì nó vẫn còn tồn tại đó. Nhưng mà một khi mà mình thấy mình sẽ block những cái thành phần đó ra khỏi cái kênh của mình, tại cái kênh này á là để chia sẻ những cái vấn đề học hỏi lẫn nhau. À, tìm hiểu kiến thức văn hóa với nhau và trà dư tửu hậu, nói những cái câu chuyện có ý nghĩa với nhau, chứ không phải phải để vô chửi nhau. Mình không có nhu cầu chửi nhau với các bạn, cho nên thôi mời các bạn ra chỗ khác chơi. Còn người nhiều người là chê mình xấu, xúc phạm người nhìn rồi đó, cái đó thì mình cũng không có bị phiền đâu, mình bị chê quen rồi. Nhưng mà mấy bạn thích đó, thì mấy bạn vô mấy kênh hoa hậu rồi đó, mấy người mẫu siêu mẫu rồi đó coi, chứ vô kênh mình chi phí thời gian của mấy bạn dữ vậy. Đây là mình nhắn luôn, là lần đầu tiên mình mới thể hiện quan điểm một cách mạnh mẽ như vậy á, là mình nghĩ là các bạn không có phù hợp để vào cái kênh của mình đâu, vô đây cũng mất thời gian của các bạn thôi, tại vì các bạn sẽ không nhận được cái giá trị gì đâu đó. Mình nhắn luôn, nếu mà các bạn mới quay trở lại đây á, thì các bạn thấy thỉnh thoảng là các bạn đi 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 bấm dislike dạo, rồi mấy bạn làm những cái trò rất là kỳ cục. Mình cảm thấy rằng mình không cần phải tốn thời gian với những cái bạn như vậy nha. Đây mình nhắn luôn với các bạn như vậy. À, nói về cái chăn điện thì bạn Minh Trang Phạm nói là vô Amazon search electric blanket, when you just plug in and it has remote to select warm, low, medium, high. Nói chung là vô Amazon tìm cái chăn điện và nó có nhiều cái chế độ sử dụng, gồm có ấm vừa, ấm ấm ít, ấm vừa, ấm thiệt ấm, và nó có thể rửa, mình có thể giặt nó bằng máy giặt với nước lạnh và giặt ở cái chế độ nhẹ và vắt. Vâng. Thì nhưng mà mình cũng chưa biết là mình có cần tới cái, cảm ơn thông tin của bạn, mà mình không biết mình có cần tới cái
cái chân bằng điện đó không, tại vì hiện nay là mình thấy một cái chân 37 độ nó đã nóng lắm rồi, với lại cái chân ở nhà nữa thì nó cũng lắm, chừng nào mà mình cảm thấy là mình còn bị lạnh á thì mình sẽ nghiên cứu tới cái chân điện của bạn, cái mền điện của bạn để mình coi thử. Cảm ơn cái thông tin của bạn. Bạn Toàn Trần nói lâu lâu chen tiếng Pháp vô cho vui tổn ơi, nhiều người lâu quá không xài tiếng Pháp nên nhớ đó. Đúng rồi đó, có nhiều khán giả người ta nói là người ta học tiếng Pháp mà người ta lâu quá ta không xài và không nghe nên người ta nhớ, khi người ta nghe lại người ta thấy rất là vui. Bạn Toàn Trần nói đúng đó, cho nên thỉnh thoảng thì mình cũng có để một vài câu mà mình nói ở ngoài hiện trường, hoặc là mình trích dẫn một vài câu này câu kia đó, thì có người thích có người không, nhưng mà sống làm sao mà cho vừa lòng hết mọi người, phải không? Xin tổng chào lại cả nhà lần nữa, hiện nay có 107 người đang xem, tổng tính đi xuống mà vẫn chưa xuống vì chưa trả lời xong cả nhà. Xin chào bạn tìm Bolero, chào bạn, chào chị chủ nhà, giao lưu vui vẻ, chào bạn nha. Rồi chị nói chuyện hay lắm, cảm ơn bạn. Sao vậy bạn, là sao bạn hỏi sao vậy bạn, mình không hiểu là bạn đang nói về việc gì. Bạn Mục Dương nói là, bạn Mục Dương xin chào chị, bonsoir. À, em ở Việt Nam hả? Vậy là buông xuôi em, còn chị ở bên này vẫn còn ban ngày. Bây giờ của chị là 5 giờ chưa? 6 giờ. Mình sẽ chào hết một loạt các bạn lần này nữa rồi mình sẽ xuống nha. Lâu quá rồi. Bạn chị Anh Trần nói là đúng đó, tổng tổng mấy người đó là loại không ra gì mới xúc phạm người khác. Dạ em cũng thấy xúc phạm vô cớ lắm chị, vô cớ vô cùng luôn. Giống chồng em, ảnh đâu có làm gì ảnh hưởng tới ai đâu mà họ cũng chửi. Rồi họ nói là cái đợt mà ảnh bị mổ là em cảm thấy là em rất là đau khổ, và em rất là sợ những cái điều xui rủi nhất tệ nhất có thể xảy ra, mà họ có người họ ác đến cái nỗi mà họ trông cho chồng em chết đó chị, họ rủa cho ảnh chết rồi họ rủa cho em đi ra đứng đường nữa. Em thấy sao mà cái tâm hồn của họ nó kinh khủng quá. Em chào chị Huỳnh Minh Toản ơi, họ nói những, nhưng mình có quyền không đón nhận những lời họ nói. Dạ đúng rồi chị, em cũng nhận thấy như vậy, cho nên thôi em cho qua, kệ nó, gửi gió cho mây ngàn bay gửi gió cho mây mây ngàn bay. Rồi họ họ tự nói thì họ tự nghe, họ tự nói thì họ tự mang lấy cái nghiệp của họ, còn em cũng chẳng có việc gì em phải xúc phạm lại họ hoặc là trả lại những họ những cái lời tương tự như vậy, em không có cái nhu cầu đó. Bạn Kẹo Đắng nói là có cái chân 37 độ ấm rồi. Bạn ra sen trà, bạn nói thôi kệ đi chị, tội chị quá hí xít, nhiều người ngủ ghê, à nhiều người ngủ lắm. Rồi bây giờ mình đã, hy vọng là mình đã chào xong tất cả mọi người. Chào, nếu như có ai chưa, mình chưa chào thì mình xin được gửi lời tổng chào tại đây, và xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi cái kênh của Tổng Tổng từ trước đến giờ. Cảm ơn sự ủng hộ của cả nhà. Và hôm nay Tổng Tổng rất là vui vì lên đây chia sẻ cái thông tin về đồ vũ, về giữ ấm cơ thể mùa đông, mà là có một cái hiện trường giống như đồ vũ vậy đó, và cả nhà vô rất là nhiều, chia sẻ rất là vui, và Tổng cũng có những cái giây phút trải lòng. Thế thì mong là cả nhà tiếp tục là ủng hộ cái kênh của Tổng Tổng. Mình có một cái kênh mới mới mở, mình có một cái kênh mới mở, nó có cái tên là Tổng Tổng in France, cuộc sống miền núi nước Pháp. Nếu kênh đó thì mình mở ra nhưng mình chưa có đầu tư vậy, tại chưa có thời gian. Mà thứ nhất đó là cái là tại vì cái phương tiện quay phim của mình đó nó chưa có được hiện đại, quay bằng một cái điện thoại và hầu như không có gimbal, chỉ có hai cái tay với cái điện thoại thôi, và về edit nó rất là cực, cho nên là Tổng Tổng cũng chậm. Cái kênh đó thì Tổng sẽ chia sẻ những cái nhỏ nhặt cuộc sống thường ngày, rồi những cái vấn đề riêng tư mình có thể chia sẻ cái kênh đó. Còn cái kênh nước Pháp có gì hay thì mình chỉ muốn chia sẻ những cái điều hay ho về cuộc sống văn hóa con người của Pháp, rồi những cái điểm du lịch điểm đến hay ho, những gì điều gì mà chúng ta có thể học hỏi được với nhau để mà hội nhập tốt hơn hoặc là tìm hiểu tốt hơn về cái văn hóa Pháp. Đó là cái điều mà mình muốn. Còn 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 những cái chuyện riêng tư đó thì chắc là nếu mà muốn chia sẻ nhiều hơn thì mình chia sẻ trong cái kênh kia, Toản Toản in France, cuộc sống miền núi nước Pháp. Mình có mở nó ra rồi, thấy cũng có một số khán giả vô coi ủng hộ, nhưng mà mình cũng có mấy cái video ở trên đó chứ chưa có nhiều. Thì hy vọng rằng là sắp tới mình sẽ làm cho cái kênh đó thì chắc là làm sẽ đơn giản hơn cái kênh này. Kênh này làm đầu tư nhiều
thời gian lắm, mà càng chăm chút thì càng ít người coi, càng tâm huyết làm thì càng ít người coi. Hy vọng là cả nhà sẽ ủng hộ Tôn Tôn trên cái kênh đó, và nếu như ai có thông tin gì cần chia sẻ, cần nhờ vả, cần chuyển tin, cần tìm kiếm người thì xin hãy để lại tin nhắn trên hai cái phương tiện, một là fanpage Tons Corner, nó là của Facebook, và một cái kênh khác là một cái địa chỉ khác là email nước Pháp có gì hay @gmail.com. Xin cảm ơn cả nhà, chúc sức khỏe cả nhà, và mong tất cả mọi người ở Việt Nam thì bây giờ là chúc cả nhà ngủ ngon, và với tất cả những người khác ở mọi nơi trên thế giới thì xin chúc cả nhà có thật nhiều sức khỏe và có những giây phút thật là hạnh phúc, thật là đầm ấm bên người thân và gia đình của mình. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt cả nhà. Au revoir. Bye bye. Don't forget my Korean.